Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với Adam Mobile. Mọi người mua máy thì liên hệ qua số Zalo 0344999456 hoặc địa chỉ Facebook fanpage là Adam Mobile. Ok, bây giờ em giới thiệu chi tiết thằng máy số người nhất là con Samsung A30. Con này email của nó là 965 bản Việt hay sim, máy 600 nhé. Con này nó bị lỗi uh, nỗi mic trên này, để cái nỗi uh, cái mic trên này nhé. Còn đâu tất cả các chức năng khác thì đều ok. Uh, cái mic trên này thì nó làm nhiệm vụ khi mình gọi video call thì nó sẽ thu âm um, bằng cái mic trên này còn mình gọi mà đàm thoại bình thường thì nó sử dụng mic dưới này vẫn ok nhé. trừ khi mà mình gọi hình ảnh thôi thì nó sẽ không có âm. còn đâu gọi uh, tiếng bình thường thôi thì nó sẽ có âm nhé. Thì nó bởi vì nó sử dụng mic dưới này. chức năng khác thì ok hết nhá. hơn giá mềm chút thôi. nâng con này cũng thay mới rồi. bóng đẹp không xước sát gì cả. viền thì cũng có bị chóc sơn rồi. màn hình con này cũng là màn hình thay rồi nhé nhưng mà hiển thị của nó còn đẹp, không có bị ám ố gì cả cảm ứng khá là mượt mà da của nó là da 3 g và bộ nhớ như chữ của nó là 32 mươi g nhé Đấy. bản lúc người là 600 trăm nội cho mic trên thôi nhé con này con a 30 mươi này email của nó là 089 bản việt hai sim mã người sáu trăm cam trước nó hơi mờ cam sau thì ok nhé Đợi, nông viện thay mới rồi bóng đẹp không xước xác gì nhé màn hình là màn hình thay rồi nhưng mà hiển thị của nó đẹp không ám ố gì nhé cảm ứng ok, ra của nó là ram 3g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32g nhé. cảm trước con này nó hơi mờ thôi, cảm sau thì ok, cảm sau vẫn rất là nét nhé. bán là 600 này đây con A30 này, email của nó là 327, bản việt hay xin bán về 750 nghìn nhé. nâng viền con này thay mới rồi, Nên là bóng đẹp không xước sát thì nhé. màn hình con này cũng là màn hình thay rồi, nhưng mà hiển thị nó đẹp nhé, cũng không có bị ám màu gì cả cả một cũng khá lắm, mà. Của nó cũng là mượt mà ra một hỗn là ra 3 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 g nhá để ra 3 bộ nhớ 32 và bây giờ 750 000 này con này còn A50 này đi mây của nó là 952 bản biến 2 sim bằng 800 con này nó bị nỗi cảm biến vân tay với nội dung nhá còn uh, chương lăng khác thì ok Đấy, nâng Việt thay mới rồi nên là bóng đẹp không có sức sát gì cả màn hình này cũng là màn hình thay rồi nhá mà hiển thị của nó đẹp cũng có, không có bị gì à, mổ thì cả con này uh, ra của nó là ra 4 gb và bộ nhớ như chữ của nó là 64 g nhá báo là 800 này con này là con A50 này email của nó là 637 bản Việt hay xin báo là 800 nhá con này uh, nó bị lỗi cảm biến vân tay còn nó chức năng khác ok nhá Đấy, nâng zin đẹp Đấy, biển thì hơi sức răm một chút rồi Đấy, nâng biển zin hơi uh, sức giam biển thôi còn lưng thì rất là đẹp nhá Đấy, màn hình con này nó là màn hình zin nhá mà hiển thị của nó thì bị ám Đấy màn hình không xước gì đâu rất là bóng, không xước nhưng mà ám nhé à, con này ám khá là nặng như ám này mọi người để về cái chế độ nền đen thì nó khá là ok cái nó màn zin thì là khá là mượt mà để nên thì gần như là mọi người sẽ không nhìn được cái về ám của nó cấu hình thì ok nhé da của nó là da 4 bốn g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 mươi bốn người 800 trăm nhé con này con A50 này email của nó là 381 bản việt hay sim khoảng người 900 máy màu xanh đừng ZIN, nhưng mà hơi sức giam rồi chỉ sữa nhẹ thôi không cần bóp gì đâu đúng ngoại hình con này hơi sức giam một chút nhé màn hình zin không xước cảm biến vân tay ok nhá nhưng mà hiển thị màn hình của nó thì cũng bị ám Đấy, à, hai con thì ám tương đương nhau nhưng con này cảm biến vân tay ok nhưng bán cao hơn 100 nghìn nhé có anh nó chỉ bị lỗi cảm biến vân tay thôi con này cảm biến vân tay ok này Đó ra một con này nó là ra 4 kia và bộ nhớ như chữ của nó là 64 kia hai con độ án như nhau thì em bán nó xem xem tiền nhau nhé Đấy, chỉ có con này chức năng ok hết cảm biến vân tay mượt nên bán cao hơn 100 nghìn thôi Đấy, để về chế độ nền đen, đen thì nó cũng rất là ok Đấy, nền đen, đen hoặc nền màu thì gần như mình không bao giờ nhìn thấy được về ám Đấy, bán về 900 này con này là con A50 này email của nó là 251 bản Việt hay xin bán về 1 triệu 3, 2, 3 2 nhé để nâng viền thay mới rồi Đây bóng đẹp không xuất sát nhé Để con này à, màn hình cũng là màn hình thay rồi nhé nhưng mà chức năng thì ok hết cảm biến vân tay ok này Đó, cảm biến vân tay khá là nhận Đấy, màn thay rồi nhưng mà hiển thị của nó đẹp không đá mối gì nhé cảm ứng khá là mượt mà ra một con này nó là ra 4 g và bộ nhớ những chữ của nó là 64 g nhé cảm biến vân tay dưới màn hình rất là ok nhé Để nó là một triệu ba này con này là con A50 này, IMEI của nó là 749, bản viên 2 sim, bản là 1 triệu 4 nhé nâng viền thay mới rồi bóng đẹp không xước sát thì nhá bóng nhỏ rồi màn hình con này là màn di nhưng mà thay kính rồi nhá Đấy, thợ thay không khéo này nó hơi bọt một chút ở chỗ mép này bọt tí tí thôi Đấy, bóng này là một triệu tư chức năng thì ok hết à, cảm biến vân tay rồi tất cả chức năng thì ok màn hình hiển thị rất là trong không có bị ám gì nhá Đấy, ra của nó là ra 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 mươi bốn g nhá ra bốn bộ nhớ sáu tư bóng này một triệu tư này con này con a 50 mươi của nó là chín mươi bản việt hai sim bóng này là hai triệu nhé Đấy, con này thay mới rồi con bóng đẹp không xước sát gì nhé viền viền thay mới rồi Đấy, con này cam kết mọi người là chỉ thay lưng viền thôi mên màn rồi tất cả các linh kiện khác gì nhá lưng viền thay mới rồi Đấy, bóng không có bị xước sát gì đâu Đấy, màn zin đẹp cảm biến vân tay các thứ ok hết nhé hiển thị màn hình trong không ám con này cấu hình như RAM của nó là RAM 6 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128 g nhé. Còn này ở uh, phiên bản cấu hình cao của dòng A50. A50 thì nó cũng hai phiên bản cấu hình RAM 4 bộ nhớ 64 và phiên bản cấu hình cao là RAM 6 bộ nhớ 28 nhé. Đấy, con này cam kết mọi người chỉ thay nâng viền thôi. Còn nó men màn rồi các linh kiện khác gì nhé. Đấy, màn zin uh, hiển thị đẹp, không xước, không à mấu gì cả. Đấy, RAM 6 bộ nhớ 28, bán gần 2 triệu nhé. Đấy màu xanh. Con này là con a 425 g này, con này máy bàn hàn một sim, con người là hai triệu tám nhá. nâng đẹp, viền đẹp nhá. Ngoại hình con này gần như đẹp keng rồi. Màn hình đẹp, không xước, không á mố gì cả. Hiển thị nét căng nhá. ram của con này nó là ra 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128 trăm g nhá. trước chức năng ok hết, ngoại hình đẹp, bán là hai triệu tám này. Con này là con e 425 g, máy bàn hàn một sim bán là hai triệu chín nhá. Đấy, nâng zin đẹp, viền đẹp nhá. Chân sạc tái xe có hỗ trợ sang nhanh pin 5000 khá là trâu nhé A42 5G này pin của nó 5000 này. Đấy pin uh, rất là trâu. Màn hình đẹp, không uh, có bị xước hay là ám ố gì cả. Đấy ra một con này nó là RAM 6GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128GB nhá. Đấy RAM 6 bộ nhớ 128, cũng nguyên là 2,9 triệu nhá. E42 5G. Con này con A80 này, IMEI của nó là 059 bản Việt hay xinh, bằng người 3 triệu. Nhưng con này thay mới rồi, bóng đẹp không xước sát đấy nhá. Con này cam kết một người là chỉ thay lưng thôi còn nó mên màn rồi tất cả linh kiện khác đều gì nhá Đấy, viền thì cũng có bị xước móc một chút rồi Để hơi xước móc một chút nhá màn hình zin đẹp không xước không ám mố gì nhá hiển thị này nét căng Đấy, ra một con này nó là ra 8 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128 g con này có cái cam rất là chất nhá cam trước như cam sau trong veo luôn cam của nó là cam xoay 360 độ nhá Để em xoay trước này em xoay về đằng sau cho mọi người xem này đó, nó đảo 360 độ nhé rất là chất con này bán người là 3 triệu này con này còn S20 FE 5G IMEI của nó là 146 bản Mỹ hay sim mà người là 4 triệu mốt nhé Đấy, con này gì đẹp viền chỉ hơi sức răm thôi không có bị cầm mốt gì đâu màn hình đẹp nhé không xước không à gì cả Đấy, ra một con này nó là giam 6g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128g bán người là 4 triệu mốt và đây là con FPS này, máy bản Nhật một sim khoảng là một triệu tư nhá. Đấy, nâng zin đẹp, viền đẹp nhá. Ngoài hình con này gần như đẹp ke ngọt. Đấy, màn hình không xước nhưng hiển thị màn hình thì bị ám nhá. Đây, cũng có bị ám lưu hình này. ra của, của nó là 4 GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 GB. chức năng thì ok hết nhá, khoảng là một triệu tư nhá. Con này là con S9 Plus đây, của nó 530, bản Hàn đã lên hai sim rồi. Bản người là 3 triệu tư nhá. Nâng zin uh, đẹp, viền đẹp nhá màn hình con này gần như đẹp keng rồi màn hình con này không xước nhìn thấy màn hình đẹp nhé không có bị ám bố gì cả ra của con này nó là da 6GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 256GB nhé bóng này. này là 3 triệu này có này con S20 5G này EMA của nó là 927 bản Mỹ 2 sim bóng này là 3 triệu 6 nhé hơn S9 Plus có 200 nghìn thôi nâng zin và hơi chốc sơn một chút phần góc này viền bóng đẹp nhé chỉ hơi xước nhẹ tí thi thôi không đáng kể gì cả Màn hình không xước, hiển thị màn hình không ám gì nhé Trong veo luôn, không một chút ám lắm Con này nó chỉ hơi vàng phim một chút ở trên phần mép này thôi Hơi vàng nhẹ một chút thôi nhé Con này RAM của nó là RAM 8GB và bộ nhớ như trước của nó là 128GB Bán nguyên là 3.6 này Con này con Note 8 này, IMEI của nó là 139, bản hàn đã lên 2 SIM rồi Bán nguyên là 2.9 nhé nâng zin đẹp con này bản là 256 trăm nhé Đấy, thì cũng có bị xước móc một chút rồi hơi xước móc nhẹ thôi màn hình con này không xước nhé không có bị á mố gì cả màn hình rất là đẹp ra của nó là giam 6 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 256 trăm nhé em gọi chờ chút em cho mọi người xem về cái bộ nhớ giam của nó Đó, giam 6 g này Đấy, và bộ nhớ lưu trữ của nó là 256 trăm năm mươi sáu g nhé chức năng ok hết màn hình đẹp và nó là hai triệu chín này có lẽ con Note này con nốt 20 mươi ultra năm g này nhưng của nó một hai bản mỹ hai sim và nó là năm triệu chín này nâng zin đẹp viền thì hơi xước nhẹ thôi không cần mót gì đâu Đó, màn hình không xước nhá hiển thị màn hình trong không ám có một vài vết đốm nhỏ bên mép bên tay trái thôi cảm ứng ok hết nhá nó bị đốm thôi nhưng mà không ảnh hưởng đến cảm ứng đâu cảm ứng rất là mượt mà nhé không có bị chết bất cứ một điểm của ứng nào cả Đấy, màn này rất là trong, trắng tinh, không một chút ám đâu cả. con này cấu hình thì cực kỳ ngon rồi chạy mượt mà nhá. ra 12g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128g. cam thì cực kỳ đẹp, cam của nó là cam zoom 5 x nhá, cam này nét căng luôn, zoom này rõ từng hạt cát một luôn nhá. nhìn thấy zoom này, nhìn thấy từng hạt cát này, và zoom tối đa của nó là 5 x nhá. cam rất là chất, bán là 5 triệu 9 đây. Đấy, trên đây là những máy hôm nay mà rồi, mọi người mọi người cần máy gì cứ nhắn qua Zalo số không ba em nhé ok cảm ơn mọi người nhá. chào mọi người